Bạn có biết T-Rex từng có họ hàng sống ở Thái Lan? Mới đây, các nhà cổ sinh vật học Thái Lan đã công bố một phát hiện cực kỳ đáng chú ý. Đó là ba chiếc răng khủng long từ một loài chưa biết, nhưng có đủ đặc điểm để nhận dạng rằng đó là răng của một loài thuộc siêu họ bạo long. Siêu họ bao gồm khủng long bạo chúa và những người họ hàng từ xa đến gần, với niên đại trải dài từ 166 đến 66 triệu năm trước. Những chiếc răng này rất giống răng của các loài khác trong siêu họ bạo long, chẳng hạn như Wulong Wukai ở Trung Quốc hay Protoceratosaurus bradley ở Anh. Đây là lần đầu tiên người ta ghi nhận sự hiện diện của siêu họ bạo long tại Đông Nam Á, qua đó càng có cơ sở để chứng minh rằng T-Rex cũng như những loài bạo long sau này có khởi nguồn từ lục địa Á Âu và sau đó lan sang Bắc Mỹ thông qua sự kết nối về địa lý trong thời cổ đại. Sự tuyệt chủng của những khủng long ăn thịt lớn như họ dị long răng cá mập vào đầu thế phân trứng muộn đã tạo cơ hội cho dòng dõi bạo long dần dần chiếm ưu thế trong các hệ sinh thái và trở thành những kẻ săn mồi hàng đầu, trong đó có Desplitosaurus hay T-Rex ở Bắc Mỹ, Stegosaurus và Eugen Tyrannus ở châu Á. Khủng long đã tuyệt chủng hay chưa? Một trong những ý niệm ngay lập tức xuất hiện trong đầu chúng ta khi nói đến khủng long chính là chúng đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi chúng ta chưa thật sự nắm rõ về sự tiến hóa của khủng long cũng như các động vật có liên quan. Trước năm 1970, chúng ta tin rằng khủng long đã tuyệt chủng hoàn toàn và không còn để lại bất kỳ hậu duệ nào. Tuy nhiên, sau năm 1970, những nghiên cứu trên một số chi khủng long như Deinonychus đã cung cấp những manh mối mới về việc khủng long có liên hệ nào đó với chim. Và nhiều bằng chứng liên tiếp sau đó, chẳng hạn như các loài khủng long giống chim và có lông vũ ở Trung Quốc hay Mông Cổ, đã chứng minh rằng chim ngày nay đã thật sự tiến hóa từ khủng long. Và theo phương pháp phân loại mới theo nhánh, nếu B tiến hóa từ A, thì B chính là một phần của A, và do đó chim cũng chính là khủng long. Từ đó người ta mới đặt ra khái niệm khủng long phi điều để chỉ khủng long không phải chim, và khủng long điều tức là chim. Và vào thảm họa diễn ra 66 triệu năm trước, toàn bộ khủng long phi điều đã bị quét sạch. Chỉ có một nhóm khủng long điểu, tức là chim, sinh tồn được qua thảm họa và tiếp tục tiến hóa cho đến tận ngày nay. Do đó, nếu nói khủng long đã tuyệt chủng chưa chính xác. Khủng long có nuôi con tu hú hay không? Chúng ta đều biết nuôi con tu hú là một hiện tượng thú vị trong thế giới động vật mà khoa học gọi là ký sinh nuôi dưỡng. Ví dụ nổi tiếng là chim tu hú, loài chim này thường đẻ trứng vào tổ chim khác để chúng nuôi con giùm. Không chỉ có chim tu hú đâu, trên thế giới còn có nhiều loài chim khác, côn trùng và cả cá nữa cũng có hiện tượng này. Vì chim là hậu duệ trực tiếp của khủng long phi điểu, thế nên việc đặt ra câu hỏi liệu khủng long phi điểu có hiện tượng ký sinh nuôi dưỡng hay không cũng rất hợp lý. Vào năm 1994, các nhà khoa học phát hiện hộp sọ của hai con khủng long non thuộc chi Byronosaurus trong tổ trứng của một chi khủng long khác là City Party. Ký sinh nuôi dưỡng là một trong những giả thuyết được đề xuất để lý giải hóa thạch kỳ lạ này. Nhưng sau đó họ cũng tìm thấy tổ của Byronosaurus cách đó khoảng 2 mét và có lẽ một dòng chảy đã cuốn xác của những con non vào tổ của City Party. Nghi vấn tương tự cũng từng được đặt ra khi các nhà khoa học phát hiện một số loài khủng long có tốc độ sinh trưởng rất nhanh khi còn là con non, một đặc điểm thường thấy ở con non của các loài ký sinh nuôi dưỡng. Nhưng hiện tại thì việc nuôi con tu hú ở khủng long vẫn chỉ là một nghi vấn. Có một bạn đặt câu hỏi cho kênh, loài khủng long đầu tiên trên thế giới là loài nào? Thật sự thì chính các nhà cổ sinh vật học cũng không dám chắc rằng họ có thể trả lời được câu hỏi này hay không, bởi không ai biết trong lòng đất còn những hóa thạch khủng long nào chưa được khám phá. Khoảng thời gian mà chúng ta cho rằng khủng long tồn tại trong lịch sử, ngoài trừ mốc khủng long phi điều tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước ra, thì mốc xuất hiện khủng long sớm nhất hoàn toàn có thể thay đổi với những phát hiện mới. Thế nên chúng ta chỉ biết loài khủng long cổ nhất được tìm thấy, chứ không thể khẳng định đó có phải là loài khủng long đầu tiên hay không. Như trước đây, người ta cho rằng các khủng long cổ nhất có niên đại khoảng hơn 230 triệu năm, chẳng hạn như Herrerasaurus 231 triệu năm, Storicosaurus 233 triệu năm. Tuy nhiên vào năm 2013 thì người ta đã phát hiện được hóa thạch của một chi khủng long có thể còn cổ hơn thế là Niasasaurus ở Tanzania, với niên đại ước tính lên đến 243 triệu năm, sớm hơn các chi cổ nhất trước đó lên đến hơn 10 triệu năm. Vậy đây đã phải là khủng long đầu tiên hay chưa? Không ai biết được, chúng ta chỉ biết rằng nó cổ nhất trong những khủng long đã được phát hiện và kỷ lục này vẫn có thể bị xô đổ với những phát hiện trong tương lai. Hóa thạch thật sự kỳ diệu các bạn ạ. Chúng là những khoảnh khắc bị đóng băng suốt hàng triệu, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu năm để con người chúng ta có thể khám phá về sự sống cổ đại. Dù có thể không đầy đủ nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có thể mường tượng là những cư dân cổ xưa nhất của trái đất đã từng sống như thế nào. Vào thập niên 1990, Bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh Quốc từng công bố một mẫu vật ngư long Stenopterygius cực kỳ đặc biệt. Đó là một con cái đang trong quá trình sinh nở với một con non duy nhất. Tuy nhiên, có lẽ vì sinh khó, con mẹ đã qua đời trước khi có thể hoàn tất việc lâm bồn và con ngư long nhỏ vẫn chưa thể chui ra hết khỏi bụng mẹ. Ở loài ngư long này khi chào đời thì đuôi sẽ ra trước, giống động vật có vú sống dưới biển như cá voi ngày nay.
Nhưng đến năm 2014, người ta lại khám phá ra một ca ngư long sinh khó khác trong hóa thạch, một con Chaosaurus mẹ đã qua đời trong lúc lâm bồn với ba con non. Một đã ra đời nhưng cũng chết non ngay cạnh nó, một bị kẹt ở xương chậu của con mẹ và một vẫn còn trong bụng. Hóa thạch này kỳ lạ ở chỗ, đầu của những con ngư long con chui ra trước, vốn là đặc điểm của động vật sinh con trên cạn. Điều này thật sự thách thức hiểu biết của các nhà khoa học về cách thức sinh con của ngư long.